Chào tất cả các bác nhé. Lại là em Thành Âu Tú đây. Hôm nay thì em Thành Âu Tú xin giới thiệu đến các bác một em Toyota Vios sản xuất năm 2016 bản E số sàn, đang có mặt tại showroom của em Thành Âu Tú. Thì đây là một chiếc xe Toyota Vios màu vàng cát, tương đối là đẹp. Nếu về xét về cái màu sắc của nó thì em rất thích Vios màu vàng cát các bác nhé. Thì ngay trước mặt các bác đây là em Vios em vừa mới nhắc đến. Thì xét về tổng quan form dáng của em xe này thì có thể thấy là chiếc xe còn giữ nguyên được cái form dáng của nhà sản xuất các bác nhá. Thì nhìn check một cái góc 45 độ đây thì các bác có thể thấy được là em xe này về cơ bản, về form dáng thì em xe này về bên ngoài ngoại thất nó phải giữ được đạt khoảng tầm 85% về màu sơn cũng như là các cái vấn đề khác của chiếc xe. Còn form dáng thì giữ được nguyên bản theo cái nhà của nhà sản xuất. Nào, bây giờ thì em sẽ đứng trực diện cái phần đầu xe để cho các bác tham khảo qua. Nhìn cái phần đầu xe của em Vios màu vàng cát này nó còn giữ được form dáng nguyên bản hay không. Đấy. Thì các bác có thể thấy nhìn cái mặt ga lăng của em Toyota Vios sản xuất năm 2016, nó thiết kế một cái form dáng em đánh giá đây là một cái form dáng mà em rất là thích nhất luôn. Bởi vì cái bề mặt ga lăng của nó nhìn khá là bắt mắt, khá là đẹp. Bản Vios số sàn bản E. Nào, đi vào từng chi tiết các bác nhé. Nào, các bác có thể nhìn thấy đây. Cái khớp nối chạy dọc quanh cái cụm đèn pha, nó khớp khít, nó chuẩn chỉ, nó đều tăm tắp như thế này. Đấy. Các bác nhìn này, nó khớp khít, nó chuẩn chỉ. Còn nó khít hình khít. Cái bề mặt cái cụm đèn pha không có lấy một vết xước các bác nhá, không có lấy một vết xước nhỏ luôn. Xước nhỏ còn chưa có, huống chi đến xước to hay là bị chảy xước thì càng không có các bác nhá. Đấy. Các cái khớp nối đây. Bề mặt hông sườn xe bên ghế phụ, các bác có thể thấy là nó tạo thành một cái bề mặt phẳng. Cái đường gân dập lổi chạy dọc cái thân xe, nó tạo ra một cái đường thẳng luôn. Đấy, nó tạo thành một cái đường thẳng luôn. Xi nhan thì đã được tích hợp trên gương, thì chứng tỏ nếu mà cái bề mặt nó phẳng như thế này thì chứng tỏ là không có cái chuyện đâm đụng hay tai nạn hay là ngập nước. Không có chuyện đâm đụng hay tai nạn ở cái phần hông sườn xe bên ghế phụ các bác nhá. Vì nếu mà tông vào bên ghế phụ này, bên hông sườn xe bên ghế phụ này, thì chắc chắn là cái bề mặt này nó sẽ bị nồi lõm và cong vênh, hoặc là thậm chí là nó có những cái dấu hiệu khác nữa. Thì do là quá trình hàn rồi là dập vào thì nó chắc chắn là sẽ để lại dấu vết. Không bao giờ nó có chuyện nó tạo thành một cái mặt phẳng tuyệt đối như thế này các bác nhé. Đấy. Cái phần đầu xe, cái cản xe, cái ba đờ sốc phía đằng trước đây, các bác có thể thấy nó phẳng phiu nụt nà. Đây nó chỉ có những cái vết sơn nó đi đường thì nó bị chảy ra một chút ở cái phần đầu xe này thôi. Cái này thì nó không quan trọng, các bác sơn tỉa tót lại một chút là ngon ngay. Đấy, khá là đẹp. Cụm đèn gầm khoảng sáng choang, trong suốt, các cái khớp nối nó khít khỉ khịt chuẩn chỉ như thế này. Đấy. Bề mặt lắp cabo đây thì các bác có thể thấy nó phẳng phiu, nó nột nà, nó tạo thành một cái mặt phẳng như thế này. Cái khớp nối chạy dọc cái cụm đèn pha bên ghế tài đây, nó khít khỉnh khịt, nó khít như thế này. Đấy. Làm gì có chuyện đâm đụng ở phần cụm đèn pha bên ghế tài được, đúng không các bác? Cái bề mặt hông sườn xe bên ghế tài đây, nó phẳng phiu, nụt nà và nó đều tăm tắp như thế này. Đấy. Còn cái đường gân dập lổi chạy dọc cái thân xe đây, nó tạo thành một cái đường thẳng, thì chứng tỏ là chiếc xe này không có chuyện đâm đụng hay tai nạn ở phần bên hông sườn ghế tài, đúng không? Đấy. Cụm đèn gầm đây, hay còn gọi là đèn sương mù, na răng đa chấu, lốp láp còn rất là mới. Lốp láp em đánh giá khoảng tầm 80%. 80%.
Đứt lốp mới thay là từ tuần thứ 26 của năm 2018. Vâng nhá, tuần thứ 26 của năm 2018. Giảm sốc bên trong xe đây. Đấy. Phanh ABS. À, em cùng các bác đi ra qua cái phần đầu xe, cái phần đuôi xe một chút. Tổng quan khi nhìn từ cái phần đuôi xe nhìn lên thì chúng ta có thể thấy là form dáng của em xe này khi mà nhìn từ đằng trước hay đằng sau thì nó đều giữ nguyên được cái form dáng nguyên bản của nhà sản xuất, đúng không các bác? Đấy, đi vào chi tiết cái cụm đèn hậu này. Đây, cái cụm đèn hậu các cái khớp nối này nó khít khịt khịt chuẩn chỉ như thế này. Đấy. Các bác có thể thấy được cái chất lượng của xe rồi chứ. Cái khớp nối này nó đều tăn tắp và nó khít như thế này thì không có chuyện đâm đụng hay tai nạn ở cái phần đằng sau được. Cản phía đằng sau đây, các bác nhìn nhá, không có lấy một cái dấu hiệu đâm đụng móp mép gì cả. Với gầm xe này sáng loáng luôn, chắc lịch, sáng loáng luôn. Đấy, em soi rất là kỹ cho các bác cái cụm đèn hậu bên ghế phụ đây, từng đường nét. Em không cần phải nói nhiều thì các bác cũng có thể nhìn thấy là chiếc xe này form dáng nó đẹp như thế nào. Lốp lắp phía đằng sau, phanh ABS 4 bánh luôn các bác nhé. Phanh ABS 4 bánh luôn. Đấy. Em này là xe xe người ta chạy gia đình thôi. Và chính chủ một chủ từ đầu luôn các bác nhé. Các bác hoàn toàn có thể yên tâm. Xe cam kết không dịch vụ các bác nhé. Nào, bây giờ em cùng các bác mở qua xem qua cái phần nội thất bên trong của xe như thế nào nhé. Đây, keo chỉ nguyên zin nguyên bản theo xe này. Keo chỉ là nguyên zin nguyên bản theo xe rồi các bác nhé. Cái táp ly cửa nhìn nó vẫn còn rất là sáng, rất là sạch sẽ, đẹp đẽ đều. Cái đánh dấu của nhà sản xuất nó chưa bị bợt màu, chưa bị bai màu bợt màu. Đấy. Đây là cái phần bên trong cái khoang cabin, hay còn gọi là khoang lái của chúng ta. Đấy. Chủ xe đã rất cẩn thận các bác ạ. Thêm những cái tấm lót này, tấm lót vào để cho ngồi cho nó đỡ mỏi lưng. Đấy. Rồi mặt da ghế còn khá là đẹp. Đấy, vì chủ xe khá là giữ gìn và cẩn thận, đúng không? Cái ốc bản lề cửa này còn nguyên zin các bác nhá, nguyên zin. Chủ xe cũng rất là cẩn thận nên đã có cái tấm phủ bảo vệ cái táp lô của xe, bảo vệ cái táp lô của xe. Anh rất là cẩn thận, chủ xe rất là giữ gìn và cẩn thận các bác ạ. Đấy, các bác nhìn cái tay nắm cạc cần số này. Đấy, nó chưa bị bóng các bác nhá. Đây, cái vô lăng đây nó vẫn còn sần sùi như thế này. Đấy, còn đẹp như thế này thì lấy đâu ra có cái chuyện xe sử dụng nhiều, đúng không các bác? Bên trong nội thất còn rất là sáng đều và đẹp. Còn đánh giá bên trong nội thất thì còn phải khoảng tầm trên. Đấy, đến đạt được tầm 85% các bác nhá. Màn hình này đã được trang bị là tích hợp đầy đủ camera lùi này. Đấy, cổng sạc này. Đấy, rất là đầy đủ chi tiết. Em cùng các bác sang cái hàng ghế thứ hai để xem chất lượng của hàng ghế thứ hai như nào. Các bác chờ chút thì em sẽ mở luôn cái khoang động cơ để cho các bác xem lốp cái động cơ. Đấy, táp ly cửa ở phía đằng sau nhìn nó còn rất là sáng. Khóa an toàn trẻ em. Đấy, bên trong cái hàng ghế thứ hai đây còn chưa nhăn nheo và căng mọng như thế này các bác nhé. Nó còn căng như thế này vì lấy đâu ra có chuyện sử dụng nhiều, đúng các bác? Đấy, xe rất là chất rồi. Nào, đi xem qua cái động cơ thôi các bác ơi. Cửa đóng, tiếng cửa đóng nghe nó chắc lịch như vậy.
nó không có một dấu hiệu gì do mà đóng cửa mạnh hay là phải đóng cửa mạnh cả, gạt nhẹ cái thôi là tiếng đóng cửa nó đã sập rồi. Đấy, đây là cái khoang động cơ của em Toyota Vios sản xuất năm 2016, số sàn bản E, E xịn các bác nhé, không có E độ đâu. Em này E xịn chứ không có E độ đâu các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, từng con ốc một này, còn rất đẹp, rất là đẹp các bác nhé. Zin đến từng con ốc luôn, nguyên zin nguyên bản đến từng con ốc. Đấy, bên trong máy nó sáng loáng như thế này, còn nguyên dấu vạch của nhà sản xuất này, nguyên dấu sơn của nhà sản xuất này. Đấy, bác thấy đó, một cái xe rất là chất lượng. Được rồi, thì em cũng đã cho các bác xem qua ngoại thất, nội thất cũng như động cơ của em Toyota Vios sản xuất năm 2016, số sàn bản E, đang có mặt tại showroom của em Thành Auto. Thì em quên không giới thiệu các bác là em này đã được trang bị dây cá nhé. Thì mọi thông tin chi tiết về em xe Toyota Vios số sàn bản E này màu vàng cát, các bác hãy nhấc máy lên liên hệ với ngay em Thành Auto theo cái số 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí, gửi hình ảnh kèm video đầy đủ báo giá chi tiết cho các bác thông qua Zalo với số điện thoại trên luôn. Thì giá em xe này em cũng xin phép được công khai luôn với các bác là 390 triệu đồng, 390 triệu đồng cho chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2016, số sàn bản E màu vàng cát này. Thì vừa rồi thì em đã giới thiệu xong cho các bác chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2016, số sàn bản E này rồi. Thì cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto. Thì một lần nữa chúng em xin cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ. Đừng quên đăng ký kênh và nhấp hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Auto ra những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin phép chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn. We'll be right back.